Xin chào mọi người, mình là Việt. Còn đây là anh Kaden. Anh Kaden sẽ là diễn giả chính trong buổi hội thảo trực tuyến Kinh doanh quán cà phê từ ý tưởng đến thực thi. Để khởi đầu cho buổi hội thảo trực tuyến thì mình sẽ hỏi Kaden một vài câu hỏi nhỏ. Câu hỏi thứ nhất là về thị trường cà phê của Việt Nam. Kaden, how do you think about the Vietnam coffee market now? Yeah, I think Vietnam is always a very potential market for the consumer, like people who are drinking coffee, because based on the research, there's up to 75% of the coffee drinker, they prefer to drink in the coffee shop than drink at home. So the people who drink coffee at home is only 20 to 25% of the all the coffee drinker in Vietnam. So you can see this number. So the market is very potential, right? Yeah, it's okay. Really potential for Vietnam market to have a cafe. This is why when I come to Vietnam, you can see coffee shop is everywhere. Now we don't talk about you open a specialty or the street coffee, but I mean the behavior. People drink coffee in coffee shop. Yeah. Okay, thank you. Bây giờ mình sẽ hỏi câu hỏi thứ hai về các cái khó khăn mà mọi người sẽ gặp phải. Nowadays, a lot of people want to open the coffee shop. And how do you think about the difficulty they have when they're opening the coffee shop? Yeah, first thing is in Vietnam, now I can say this is the third wave in Vietnam. Oh. Yeah, so after the beginning is all the traditional coffee shop. It's around just drink beside the street or people, bicycle selling on the street. And then you have all these coffee brand come in, like Starbucks, like Coffee Bean Tea Leaf, and some other brand from Korea. Yeah. And then people start to open their coffee shop, like they say better quality or something they call specialty. Yeah. So of course when you do that, there's more and more challenging things you have to fix when you plan for this kind of coffee shop. Okay, thank you. We are going to, we collect all the questions from our customer and our student. So we are going to go through around 10 of the common difficulty or common question when they are setting up a coffee shop. Yeah, and let you to have an idea, overview about what you are going to facing when you want to open a coffee shop. Để đăng ký tham dự vào cuộc hội thảo trực tuyến kinh doanh quán cà phê từ ý tưởng đến thực thi, các bạn có thể tham gia đăng ký theo đường link bên dưới. Và khi đăng ký, các bạn nhớ để lại tên, số điện thoại cũng như email để bọn mình có thể liên lạc. Và đừng quên để lại 3 câu hỏi mà bạn muốn tham gia thảo luận trong cuộc hội thảo. Chúng mình sẽ chọn ra khoảng từ 10 cho đến 15 câu hỏi đặc sắc cũng như là được mọi người quan tâm nhất để có thể đem ra để bàn luận trong buổi hội thảo sắp tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.